Với thời tiết sáng thì nóng bức, chiều tối thì lạnh như thế này thì cũng làm nhiều người chữa bệnh. Khi nhắc đến loại rau có thể giúp trị bệnh cảm một cách nhanh chóng thì không thể nào không nhắc đến rau tía tô. Mà tía tô thì có rất nhiều cách để chế biến món ăn. Nhưng mà đang cảm thì ăn cháo là dễ ăn nhất rồi đúng không nè? Một nồi cháo nóng hổi, bóp khối nghi ngút, rắc thêm một ít lá tía tô băm nhỏ sẽ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho người ốm và trẻ nhỏ, giúp khỏi bệnh thật nhanh chóng. Nếu bạn đang bị cảm hoặc đơn giản là bỗng dưng muốn ăn cháo thịt bằm lá tía tô thì hãy cùng Bách Hóa Xanh vào bếp ngay để nấu một nồi cháo thịt bằm tía tô để bồi dưỡng cho cơ thể nhé. Để nấu một nồi cháo cho 4-5 người ăn, bạn cần chuẩn bị một chén gạo tẻ. Thông thường khi nấu cháo mình không có cân kỹ mà sẽ ước lượng theo chén. Một chén như vậy là đủ cho cả nhà ăn rồi. Một ít gạo nếp, mình thích cho gạo nếp vào để cháo có thêm một chút độ sánh. Bạn nào thích ăn cháo lỏng thì không cho cũng được nha. 200g thịt xay, có thịt thì cũng phải có rau củ để cho đầy đủ chất, tăng cường sức đề kháng đúng không nào? Một củ cà rốt, một củ khoai tây, hành lá, cuối cùng là một nắm lá tía tô. Đầu tiên, mình sẽ trộn gạo tẻ với nếp rồi đi vo. Lưu ý, đừng vo quá nhiều lần sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng ở lớp bên ngoài gạo đó nha. Sau khi vo xong thì mình sẽ chắc bỏ nước và đem gạo đi rang. Việc rang gạo sẽ giúp cho cháo của mình có hương thơm và hạt gạo sẽ không bị nát. Bạn lưu ý là chỉ rang gạo cho đến khi gạo chuyển sang màu trắng ngà là được rồi nha, không cần phải rang quá vàng đâu. Lúc này, bạn cho vào nồi 1,5 lít nước lọc và đun sôi. Khi thấy nước đã sôi thì bạn vặn nhỏ lửa ở mức vừa và ninh cháo từ 25 đến 30 phút, tùy vào độ nhuyễn của hạt cháo mà bạn thích. Lưu ý là không để lửa lớn, cháo sẽ bị trào ra ngoài đó. À, nhớ là thỉnh thoảng hãy dùng vá đảo lên để cháo không bị dính dưới đáy nồi nhé các bạn. Trong lúc chờ ninh cháo, mình sẽ ướp thịt và sơ chế rau củ. Thịt xay này mình sẽ ướp với 1/2 muỗng canh hạt nêm, một ít muối, tiêu xay. Sau đó trộn đều lên và để trong 15 phút để thịt thấm. Cà rốt và khoai tây thì mình sẽ gọt vỏ và cắt hạt lụa như thế này. Lá tía tô và hành lá thì mình sẽ cắt nhỏ ra luôn nè. Khi nấu cháo được khoảng 20 phút, bạn cho cà rốt và khoai tây cắt nhỏ vào nấu chung luôn. Nếu bạn nào thấy cháo đặc quá thì có thể cho thêm một ít nước. Cà rốt và khoai tây nấu được khoảng 10 phút thì cũng đã mềm rồi. Lúc này, bạn cho thịt đã ướp vào và dùng vá trộn đều lên để thịt được rời ra, không bị dính cục lại. Mình thấy một số gia đình cũng thích xào thịt trước với hành cho thơm rồi mới cho vào nấu chung. Tuy nhiên, vì đây là món cháo giải cảm nên mình sẽ cho thịt vào nấu chung luôn, cho vị nó thanh chứ không có mùi dầu mỡ. Giờ thì mình sẽ tiến hành nêm. Mình nêm vào một ít muối, một muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh nước mắm. Các bạn có thể tăng hoặc giảm sao cho phù hợp với khẩu vị của riêng mình nhé. Khi thấy thịt đã chín, các bạn cho tiếp lá tía tô đã cắt nhuyễn vào, trộn đều lên rồi tắt bếp. Múc cháo là tô nè, cho thêm một ít hành lá, tiêu xay, thêm một ít lá tía tô cho đẹp. Bạn nào thích thì có thể thêm gừng vào để mau khỏi bệnh hơn nha. Vậy là món cháo thịt bằm tía tô của chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Cực kỳ đơn giản đúng không nào? Mình tin rằng sau khi xem video này thì ai cũng có thể nấu cho gia đình mình một món cháo vừa ngon, vừa giúp bồi bổ sức khỏe để đẩy lùi căn bệnh cảm cúm đáng ghét một cách nhanh nhất. Video đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới nhé. Đặt online giao hàng tận nhà đúng giờ. Giảm 50% phí giao khi mua từ 300.000 đồng. Đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ. Đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh, mua dễ.